Báo Anh hiến kế giúp MU vô hiệu hóa Haaland. Đánh bại Tottenham, Arsenal giữ chắc ngôi đầu bảng. Ronaldo nhận tin cực vui trước trận MU gặp Man City. Erik ten Hag Rashford xuất sắc nhất ngoại hạng Anh tháng 9. Báo Anh hiến kế giúp MU vô hiệu hóa Haaland. Theo cây viết Lee Scott và Chris Darwin của tờ The Sun, MU có hào thủ có thể vô hiệu hóa Haaland tại trận Derby Manchester tới đây. Erling Haaland chính là tân binh chơi thắng hòa nhất tại giải ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023 lúc này. Tiền đạo người Na Uy ghi 14 bàn sau 10 trận và dẫn đầu danh sách vua phá lưới của Premier League 2022-2023. Chân sút sinh năm 2000 trở thành cầu thủ đạt mốc 25 bàn nhanh nhất lịch sử Champions League sau 20 trận. Tỷ lệ sút trúng đích của Haaland đạt hơn 60%. Tại cấp câu lạc bộ, Erling Haaland cũng đã có tổng cộng 169 bàn trong 210 trận. Tiền đạo 22 tuổi cũng ghi 21 bàn trong 23 trận khoác áo đội tuyển quốc gia Na Uy. Cuối tuần này, tiền đạo sinh năm 2000 có trận Derby Manchester đầu tiên trong sự nghiệp trên sân Etihad vào ngày 2 tháng 10 và sẽ là ngòi nổ mà hàng thủ của MU phải hết sức lưu tâm nếu như không muốn ôm hận trước siêu tiền đạo của ngoại hạng Anh. Bàn luận về trận Derby Manchester vào cuối tuần này, cặp ký giả Lee Scott và Chris Darwin của tờ The Sun đã hiến kế giúp cho MU vô hiệu hóa Haaland trong trận đại chiến tới. Theo cây viết Lee Scott và Chris Darwin của tờ The Sun, cặp trung vệ Rafael Varane và Lisandro Martinez sẽ đóng một vai trò mấu chốt trong việc theo kèm Haaland. Điều này quyết định phần nhiều tới khả năng thắng bại của đội khách trong trận Derby Manchester. Bất chấp chiều cao khiêm tốn của Martinez, là anh chỉ cao 1m75, tân binh Argentina của MU đã thực sự gây ấn tượng với tinh thần chiến đấu hết mình và sẵn sàng phòng ngự lăn xả trước mọi đối phương. Martinez từng theo kèm rất thành công Haaland khi mà Ajax Amsterdam vùi dập Dortmund 4-0 tại vòng bảng Champions League mùa giải trước. Nhưng theo tờ The Sun, để có thêm một lần nữa vô hiệu hóa được đối thủ thì Martinez sẽ cần thi đấu tập trung với hơn 100% phong độ và không được mắc bất cứ một sai lầm nào dù là nhỏ nhất. Dưới sự dẫn dắt của Martinez, hàng thủ của Man Đỏ chơi tốt khi đối đầu với Mo Salah, Gabriel Jesus hay Jamie Vardy. Điểm nổi bật của Martinez nằm ở những pha song đấu và cản phá trực tiếp khi đối đầu Haaland hay Jesus. Những cú tắc bóng cũng là điểm mạnh của Martinez. Việc chạm trán Haaland là cơ hội để Martinez chứng minh năng lực thực sự của bản thân. Theo tờ The Sun, Man Đỏ cũng phải hạn chế tối đa việc để Man City đưa bóng xuống 1/3 phần sân cuối cùng và đưa bóng vào vòng cấm địa cho Haaland. Man City thường có xu hướng phối hợp với tốc độ cao nhằm cô lập các hậu vệ cánh của đối phương rồi ghi bàn để đánh sập hàng thủ của đối thủ. Trước khi đại chiến Man City đấu MU, Haaland chia sẻ vốn luôn bị lôi cuốn bởi Premier League từ lâu. Tôi luôn thích Premier League và đã theo dõi giải đấu này trong bao năm nay. Tôi đang có sự ổn định tốt, nhịp độ tốt và rung cảm cũng tốt. Haaland cũng bị ấn tượng mạnh bởi thuyền trưởng Pep Guardiola về tài đàm phán như thần của ông. Một ngày trước khi trận đấu diễn ra, ông ấy nói với chúng tôi điều gì sẽ xảy ra vào ngày hôm sau. Quả đúng là mọi thứ đã xảy ra như vậy. Thật là điên rồ, tôi không hiểu làm thế nào mà có thể được như vậy. Có thể nói là Pep Guardiola cực kỳ đam mê bóng đá, tài sản bản 22 tuổi cũng gửi thông điệp đến đối thủ. Tôi nghĩ rằng mình cần phải nói quá nhiều, tất cả những gì tôi cần nói là tôi đã sẵn sàng. Man City hiện xếp thứ 2 ngoại hạng Anh với 17 điểm, kèm Arsenal dẫn đầu 1 điểm, trong khi đó MU ở vị trí thứ 5 với 12 điểm. Đánh bại Tottenham, Arsenal giữ chắc ngôi đầu bảng. Arsenal đánh bại Tottenham với tỷ số 3-1 tại trận Derby London ở vòng 9 để giữ ngôi đầu bảng ngoại hạng Anh. Harry Kane lập kỷ lục trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử chạm mốc 100 bàn thắng trên sân khách tại ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, bàn thắng từ chấm phạt đền của tiền đạo người Anh không đủ giúp Tottenham giành điểm trong trận Derby London gặp Arsenal tại vòng 9. Arsenal và Tottenham đang cạnh tranh ngôi đầu bảng và có phong độ cao cũng như sử dụng đội hình mạnh nhất. Cả hai đội bóng đến cho thấy khả năng chuyển đổi trạng thái từ tấn công sang phòng ngự rất ấn tượng để tạo ra một thế trận ăn miếng trả miếng tại nhịp độ cao. Trong nửa đầu trận đấu, Arsenal chiếm ưu thế về kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội hơn. Tuy nhiên, Tottenham cũng rất lợi hại ở những tình huống phản công khi mà cả hai đội đều xứng đáng có được bàn thắng ở hiệp đầu tiên. Thomas Partey mở tỷ số bằng một siêu phẩm sút xa trước khi Kane gỡ hòa tại chấm phạt đền. Sau giờ nghỉ thì cục diện trận đấu hoàn toàn thay đổi. Arsenal tấn công dồn dập và kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Pháo thủ sớm vượt lên ngay đầu hiệp 2 nhờ pha lập công của Gabriel Jesus khi mà tiền đạo này chớp thời cơ rất nhanh sau pha đẩy bóng ra của thủ môn đối phương. Rút kinh nghiệm ở hiệp 1, Arsenal không lùi đội hình để đối thủ có cơ hội đáp trả. Các học trò của huấn luyện viên trưởng Arteta tiếp tục dâng cao, kiểm soát bóng ở nhịp độ chậm để hạn chế sức ép lên hàng thủ của đội nhà. Tottenham chỉ có 3 cú dứt điểm trong hiệp 2 và không lần nào trong số đó là cơ hội nguy hiểm. Tình hình càng trở nên khó khăn với đội khách khi mà Emerson Royal bị chốt quyền thi đấu sau cú đạp vào chân Gabriel Martinelli. Từ đây, Arsenal hoàn toàn làm chủ trận đấu. Granit Xhaka ghi bàn nới rộng cách biệt cho đội chủ nhà không lâu sau đó. Ronaldo nhận tin cực vui trước trận MU gặp Man City.
Cristiano Ronaldo nhiều khả năng sẽ có tên trong đội hình xuất phát của Man Đỏ tại cuộc chạm trán với Man City tại khuôn khổ vòng 9 ngoại hạng Anh. Quỷ Đỏ sẽ có chuyến làm khách được dự báo là đầy khó khăn trước Man City vào lúc 20 giờ ngày 2 tháng 10 theo giờ Hà Nội. Đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola đang xếp thứ 2 với 17 điểm, kém đội đầu bảng Arsenal 1 điểm và hơn Man United 5 điểm. Và thật không may cho tân huấn luyện viên trưởng Ten Hag khi mà khả năng cao tiền đạo số 1 của ông là Marco Rashford sẽ không thể đá chính trong trận derby sắp tới do vẫn chưa lấy lại được thể trạng sau khi gặp phải chấn thương cơ. Tiền đạo người Anh đã tìm lại phong độ của mình. Trong mùa giải năm nay, anh ghi 3 bàn và đóng góp 2 kiến tạo trong 6 lần ra sân thi đấu cho Man Đỏ. Ngoài ra, Anthony Martial cũng sắm vai trò mất tích tại Old Trafford khi gặp phải chấn thương từ đầu mùa. Trước sự thiếu hụt nhân sự cực kỳ nghiêm trọng trên hàng công, huấn luyện viên trưởng Ten Hag nhiều khả năng sẽ để Ronaldo đá chính trong cuộc đối đầu với Man City sắp tới. Mặc dù là có phong độ không cao, nhưng CR7 vẫn hoàn toàn có ích cho MU về mặt tinh thần cũng như là kinh nghiệm. Gia đình Sancho và Antony sẵn sàng tiếp đạn cho Ronaldo tại hai bên cánh. Bruno Fernandes sẽ chơi phía sau người đồng hương của mình. Bộ đôi tiền vệ gồm Christian Eriksen và Scott McTominay gần như chắc suất cho một vị trí tiền vệ trung tâm. Tre Malaysia đã gây ấn tượng mạnh kể từ khi anh gia nhập Old Trafford từ Feyenoord để có thể được chọn bảo vệ hành lang cánh trái. Bộ đôi trung vệ được dự đoán vẫn sẽ là Rafael Varane cặp với Lisandro Martinez. Cả hai sẽ được giao nhiệm vụ ngăn chặn Erling Haaland, người đã ghi 11 bàn sau 7 lần ra sân ở mùa này. Diogo Dalot chắc chắn cánh phải và David De Gea dự kiến sẽ canh giữ khung thành. Ten Hag và Rashford xuất sắc nhất ngoài hạng Anh tháng 9. Bộ đôi của Manchester United, Marco Rashford và Erik Ten Hag đã lần lượt được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất và huấn luyện viên xuất sắc nhất tại Premier League tháng 9. Sau khởi đầu mùa bóng bết bát thì Erik Ten Hag đã đưa MU vào đi đúng quỹ đạo. Với 4 chiến thắng liên tiếp, riêng trong tháng 9 này, vị chiến lược gia người Hà Lan dẫn dắt đội bóng của mình đến 2 chiến thắng. Quỷ Đỏ đã đánh bại Leicester City và đội đầu bảng Arsenal. Với thành tích này, Ten Hag đã giành được giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất tháng 9 tại Premier League đầu tiên trong sự nghiệp. Trong khi đó, Rashford cũng đã tìm lại được phong độ đỉnh cao dưới thời cựu huấn luyện viên trưởng Ajax. Tại hai trận đấu với bầy cáo và pháo thủ, Rashford đã đóng góp vào mọi bàn thắng mà đội chủ sân Old Trafford ghi được. Tại sân vận động King Power, cầu thủ 24 tuổi này đã kiến tạo cho Jadon Sancho ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đến lần đụng độ Arsenal, tiền đạo người Anh đã kiến tạo cho Antony ghi bàn mở tỷ số trong trận ra mắt của mình. Sau đó, Rashford đã tự mình ghi được cú đúp, ấn định thắng lợi 3-1 cho Quỷ Đỏ. MU là đội đầu tiên giành được điểm số trước Arsenal ở mùa giải năm nay. Chiến thắng 3-1 tại Old Trafford đã nâng chuỗi chiến thắng của thầy trò Ten Hag tại giải đấu hàng đầu nước Anh lên 4 trận. Họ đã bị tạm hoãn 2 trận đấu với Crystal Palace và Leeds United vào tháng 9 và sẽ phải đối đầu với Man City tại Etihad vào cuối tuần này.